Và tùng kia là bao tiền cây đấy bác Tĩnh? Vâng, 15 một cây à? Cái con cây si lòng lòng lợn quấn quấn ở trên cây cây si lòng lợn mà quấn ở trên thùng xe là bao nhiêu? 35 à? Cây to 60. Cây nhỏ nhỏ 35 đúng không? Nên nhỏ thì. Đấy thì mất công ra là phải làm tí. Tạnh rồi. Cương này xem này. Từ sáng đã mở hàng được cây nào chưa? Và từ sáng đã mở hàng được cây nào chưa? Tôi để mỗi cái nhà tôi chuẩn. À. Chi lập nó đẹp lắm anh. Đấy. Và nay nó không vừa có người trèo lên làm. Đấy. Bao nhiêu thì quên bố rồi, cây này. Trước cây này bảo bao nhiêu tiền quên nữa rồi. 35. 35 rồi. 200 thì bây giờ em công với em. Đấy. Bệt vẹn chưa? À. 2 mặt như nhau. Mặt nào chơi được. Cây của Cương. Móng này. Móng. Xanh là móng. Đổ. Này là bao nhiêu tiền này? 2 triệu. Đấy. Giá rẻ đấy, hàng lâu lắm rồi. Hàng giá rẻ đây mà đẹp, giá rất đẹp, chất liệu xanh là móng đấy, mưa làm gió, khu vực Hoài Đức với lại Đan Phượng, dòng xanh Hà Tây bởi vì là nó nổi tiếng ở Hà Tây. Hay đấy nhỉ. Cái đấy thì bao nhiêu tiền? 3 triệu. Trực gạo đấy. Trực gạo. Đấy, không ai trực gạo. Đấy, được, là được. Có rất là cái góc không biết. Bỏ ra nghĩ rồi. Đấy. Cúc hồng. Hồng. Đây đấy là cây đạp phúc tiến. Đạp phúc tiến. Sì. Trông đến này vẫn ở đấy lâu hết rồi anh. Đấy, nhấc nguyên cả chậu. Ra rồi đâu? Đây này. Mà là chơi xinh xinh này cần gì phải cao cấp đâu. Ngoài này qua đó. À. Màu đồng đấy. Đấy. Vòng vòng da vàng đây. Đẹp. Tiền đẹp. Chăm nuôi tốt. Ví tiền. Này chắc mấy triệu nhỉ? Tầm 4 triệu là lên đường. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Ông này còn có cả đồng tiền ở đây này. Đây là cái gì đây? Đằng sau kia là có cái huy hiệu hay cái gì? Gắn vào đấy. Sung cuối. Sung cuối. Đây cái đồ đang chờ là đại gia đây đang chờ người chơi thực sự này. Đến nước mưa cái trong vào vàng cường thực sự. Đi làng. Cây này cũng gì gì này. Đó là nhiều người thích nhưng chưa tới. Đấy, bao tiền cái này? Con này 4,5 triệu thì bán. Đấy. Êm ái. Êm ái. Úc, biết màu mè đấy. Nhào rô, mại rô, mại rô. Đang rẻ, hôm nay mưa đang rẻ. Mưa đang rẻ. Mưa đang rẻ. Cây này thì quay nhiều lần rồi. Đang chờ người phù hợp rồi.
được vé chưa? Nhấp mắt chưa? Tiếng này hay này. Này thì rẻ không đúng không? Đấy, đẹp đấy. Này là bao tiền này? 1 triệu. 1 đồng. Hai cái kia rồi. Đấy. Đấy. Sung là quả tướng nhẹ. Đấy. Há miệng chờ sung có quả rồi. Nếu sung nhiều quả. Quá hay. Mà lại rẻ đúng không? Rẻ, con này 800. Đấy. 800 bạc cái chậu sang lá. 850 rồi. 800. Đấy, thấy chưa? Ấy chợ chắc chắn đấy. Nó rẻ đây, ai cũng có thể chơi được, không mà có quả cần gì bằng. Ok rồi, cảm ơn nữa, để sang đây thế nào. Ấy kìa, hôm nay có cả cây nhãn kìa. Bác đang bật tiếp bà vựng. Cái chuối của bác này. Đây cái sinh nhật của bác này vẫn còn, không ai hỏi thì vẫn còn. Còn bán 400 tăng luôn cái nhãn bao tiền đấy bác, có cái nhãn lạ này. À đây lại có cây ngũ gia vị màu tím nhỉ bác. Gì ơi, cái ngũ gia vị này bao tiền đấy? Ngũ gia vị là bao tiền đấy? Ngũ gia vị này 600. Màu tím đấy nhỉ? Rồi tím đấy. Ngày xưa thu quay mấy lần đấy. Đấy đấy. Nhiều người đây đi tìm mà không có. Đúng rồi. Cái này thật nước cốt. Trồng trong nhà rất tốt. 600. Bày thấp quá. Đấy. Hôm nay lại có cái gì là lạ đây này? Mai lan. À vẫn cái cây tên hôm trước nhỉ? Mai lan. Kia là tùng đen biết rồi, có phải không? Cướp chuột đấy. Tàu chơi mạnh lắm đấy. Đúng rồi. Cái tùng đen này bao nhiêu bác? Cái này thì bao nhiêu? Cái đấy 2 triệu. 2 triệu, tùng đen. Thấy bảo cái này chơi phong thủy tốt lắm. Đúng rồi. Mình gọi là cái cướp chuột. Tùng đen ra ra đen, lá nó giống giống cái cây mun của mình. À. Làm bonsai rừng riết đẹp lắm. Da đen như da cẩm thị, da mun. Mai lan. Mai lan. Lá nó cũng khá dày đấy. Cái dành dành này bao nhiêu bác? Cái dành dành cái điện thoại rồi. Dạ. Cái đấy gọi điện. À gọi điện này, báo nội bộ. Nó ra nội bộ. Bác gọi cho bác Lê Bang nhỉ? Đúng nhỉ? Đúng rồi, bác Lê Bang đọc số đi. Ông anh em lại quên. 0912 386 386 366 366. Ờ. Đây mình dành thả nước.
sắc. Đây là cái trời mò hôm trước quay đây. Đây này anh quay này. Thế cái này về dị đấy. Dị lại. Mình dành thả nước hoàn toàn. Nước như được rửa, dễ như được rửa mà. Đất cát gì đâu. Thế đẹp. Đây xem ông này là ông nào xiềng xích này. À cái bác này hôm quay mấy cây nhiều nhiều tiền đây. Sẵn sàng để về rồi. Hôm quay cây này rồi mà nhiều nhiều tiền đấy các bác. Mà báo giá khá là cao, nhiều tiền đấy. Hôm nay thợ mua của nhau là nhiều. Bê ra không ngồi, khách sang không ngồi, bắt xe đấy thì. Ok, cảm ơn các bác, mưa lắm, ướt hết cả máy này. Đấy, vãn hết cả xe này. Bán thế bao giờ? Đáng như bạn mười mấy cây rồi. Đấy, chết dở, bán. Hai cây này bán rồi, kia bán rồi đấy, nhưng mà chưa lấy. Hết bô nó xe này. Chết. Sau hình như là xí một chỗ ở đây để bán. Đấy, nhãn này bao tiền bác? Cái nhãn này 150 này. Đấy, 150 nhãn. Đấy. Ok đấy. Đây. Đấy, quế. Đấy, đồ 100. 100 nghìn. Không có cái gì rẻ hơn được nữa đâu. Giá rẻ nhất. Hôm nay trời mưa mắt.